sáng 8 tháng 4 năm 2021 tại nhà sách Cái Chép ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tổ chức buổi kỷ niệm 10 năm ra mắt cuốn sách Đảo Mộng Mơ và ký tặng cuốn sách cho độc giả. Hiếm thấy sức hút nào bền bỉ với một nhà văn lớn tuổi như Nguyễn Nhật Ánh khi bất kỳ một sự kiện nào của ông diễn ra đều nhận được sự tham gia của đông đảo độc giả. Sự kiện được công bố bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ, hội trường đã kín người vì fan hâm mộ nhà văn đến quá đông, đến độ tác giả phải bắt đầu sự kiện sớm hơn dự kiến vì sợ độc giả sốt ruột. Hồi đó sáng nay là mình dậy lúc 6 giờ, xong rồi mình ăn uống tắm rửa sạch sẽ hết trơn luôn và tới đây vào lúc 8 giờ rưỡi. Lúc nãy thì bắt tay bác thì bác hỏi là sao tay mình lạnh rồi, thật ra mình rất là hồi hộp. Em tới đây thì thấy rất là đông và rất là bất ngờ bởi vì sự kiện lớn như này. Nên là em có mong muốn rất lâu rồi, em mong muốn được tham gia một buổi ký tặng như này. Và rất vui là em đã có mặt ở đây thành ngày hôm nay. Hiểu tâm lý của người hâm mộ, nhà văn U70 dành phần lớn thời gian buổi gặp gỡ để ký tặng sách. Thậm chí ban tổ chức buộc phải đưa ra quy định, ngoài việc ký tặng cuốn Đảo Mộng Mơ, nhà văn chỉ ký thêm hai cuốn sách khác cùng tác giả để đảm bảo tất cả mọi người đều được gặp nhà văn và ký sách. Ông cũng dành khoảng 15 phút đầu giờ để ôn lại kỷ niệm với cuốn sách cũ, đồng thời giao lưu với độc giả và báo chí. Đảo Mộng Mơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận được sự yêu mến từ bạn đọc nhiều lứa tuổi và in hơn 30 lần liên tục kể từ lần đầu tiên phát hành. Trong phiên bản kỷ niệm đặc biệt này, ngoài 3.000 bản kỷ niệm được phát hành rộng rãi, nhà làm sách còn ấn hành 106 bản đặc biệt làm thủ công. Trong đó bao gồm có 5 bản ký hiệu lần lượt là D, O, N, G, A phục vụ mục đích lưu trữ, một bản Nguyễn Nhật Ánh dành tặng tác giả và 100 bản đánh số từ DA001 đến DA100 có chữ ký trực tiếp của tác giả và đóng dấu đỏ của Đông A dành cho người sưu tầm và chơi sách. Tác giả nào cũng muốn sách mình in ra, nó có những cái phiên bản đặc biệt, rất là đẹp, rất là công phu. Theo tôi biết thì cái 106 cái bản sách đặc biệt này là hoàn toàn làm bằng thủ công trên những chất liệu hình như là ngoại nhập, phải không? Thì tôi chỉ mới lật sơ sơ xem bản chân, chứ tôi cũng chưa có sách công tay. Chắc chờ 10 năm nữa kỷ niệm 20 năm cuốn sách của tôi được làm đẹp thêm lần nữa. Trước câu hỏi của độc giả về việc liệu sẽ có một tác phẩm nào mới sắp được cho ra mắt hay không, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ ông đang có nhiều bản thảo chưa được ra mắt. Nhưng nếu mọi việc suôn sẻ thì hy vọng sẽ có một cuốn sách mới ra mắt cuối năm nay. Thì tôi cũng từng nói là cái ý tưởng trong đầu nhà văn nó cũng giống như trái cây vậy đó. Có rất là nhiều cái trái cây, rất nhiều cái loại cây, nhiều cái loại trái ở trong đầu. Thì cái trái cây nào chín trước thì nó sẽ rụng trước. Cũng như câu chuyện nào mà nó bật được cái công tắc cảm hứng ở trong cái tâm hồn chú thì câu chuyện nó sẽ được hoàn thành trước. Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng chia sẻ sự trân trọng khi các nhà làm phim muốn chuyển thể sách của ông thành tác phẩm điện ảnh. Ông cũng tỏ ra khá hài lòng khi coi các tác phẩm chuyển thể và hy vọng bạn đọc cũng đón nhận. Nhà văn cũng bật mí, dự án chuyển thể truyện của ông thành phim nhiều tập trên nền tảng Netflix để truyền tải được hết tinh thần của cuốn sách thay vì bản điện ảnh như đã từng làm trước đây. Thông tin này cũng khiến nhiều người hâm mộ háo hức đón chờ.